Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 3 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tuần 9, đó là bài ôn tập giữa học kỳ 1. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa các bài tập trong tiết 1 và tiết 2. Bài 1, em hãy đặt dấu phẩy, dấu chấm và dấu hai chấm vào ô vuông sao cho đúng. Cô sẽ có đoạn văn như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa bài tập số 1 này các em nhé. Bố đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về. Ở đây sẽ là một câu thì cô sẽ sử dụng dấu chấm. Và dấu chấm trong trường hợp này sẽ có tác dụng đó là dùng để kết thúc một câu kể. Bố đi công tác xa, ở đây cô sẽ sử dụng dấu phẩy. Thỉnh thoảng mới về và dấu phẩy được đặt ở vị trí này sẽ có tác dụng đó là ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu. Nhưng cứ đến mùa dâu chín, bà lại ngâm cho bố một hũ rượu. Vậy thì cô sẽ sử dụng dấu chấm ở vị trí này. Dấu chấm ở đây sẽ có tác dụng là kết thúc một câu kể và cụ thể đó là kết thúc một câu nêu hoạt động. Vậy thì khi đến mùa dâu chín bà lại làm gì? Bà lại ngâm cho bố một hũ rượu thì chắc chắn ở đây sẽ là câu kể chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm. Nhưng cứ đến mùa dâu chín, ở vị trí này cô sẽ sử dụng dấu phẩy. Và lý do cô sử dụng dấu phẩy ở đây đó là ngăn cách thành phần phụ với thành phần chính. Thành phần phụ ở đây là nhưng cứ đến mùa dâu chín. Mùa dâu chín chính là chỉ thời gian. Các em hiểu là thành phần phụ chính là chỉ địa điểm, chỉ thời gian hoặc là chỉ nguyên nhân, chỉ lý do. Như vậy thì nhưng cứ đến mùa dâu chín thì sẽ là thành phần phụ chỉ thời gian và chúng ta sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách thành phần phụ và thành phần chính ở trong câu. Nghe nói rượu dâu uống mạnh gân cốt. Ở đây sẽ là một sử dụng dấu chấm vì đây sẽ là câu kể. Chúng ta sử dụng dấu chấm ở đây để kết thúc câu kể. Có lần Tuấn hỏi bà ơi, bà chăm mấy gốc dâu để làm gì? Bà có ăn quả đâu? Có lần Tuấn hỏi bà. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm. Dấu hai chấm trong trường hợp này sẽ có tác dụng đó là đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Bà ơi, bà chăm mấy gốc dâu để làm gì? Bà có ăn dâu đâu? Vậy thì câu này sẽ là lời nói trực tiếp của bạn Tuấn đang hỏi bà. Vậy thì ở đây, bà ơi, chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy. Bà chăm mấy gốc dâu để làm gì? Bà có ăn quả đâu? Bà cười, ở đây chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm. Bà không ăn quả, bà chỉ dùng lá thôi. Như vậy, dấu hai chấm ở đây sẽ có tác dụng đó là ngăn cách. Như vậy, dấu hai chấm ở đây sẽ có tác dụng đó là đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Cụ thể đó là đánh dấu lời nói trực tiếp của bà đang trả lời cho câu hỏi của bạn Tuấn ở phía trên. Bà không ăn quả, ở đây cô sẽ sử dụng dấu chấm, đó là kết thúc một câu kể. Bà chỉ dùng lá thôi. Ở đây cô cũng sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc một câu kể. Em lưu ý là khi mà là câu trả lời cho một câu hỏi thì chắc chắn câu đấy sẽ là câu kể thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm các em nhé. Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao lại chỉ dùng lá ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ sử dụng dấu hai chấm. Dấu hai chấm trong trường hợp này cũng sẽ có tác dụng là dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Cụ thể đó là câu hỏi của bạn Tuấn hỏi bà, sao lại chỉ dùng lá ạ? Bà nội nhìn Tuấn bằng con mắt rất hiền từ. Ở đây cô cũng sử dụng dấu hai chấm. Dấu hai chấm trong trường hợp này cũng sẽ có tác dụng là dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Cụ thể là câu trả lời của bà dành cho Tuấn ở phía trên. Và khi mà Tuấn hỏi thì bà đã trả lời rằng để nuôi tằm cháu à. Ở đây cô sẽ sử dụng dấu chấm. Dấu chấm trong trường hợp này cũng dùng để kết thúc câu kể. Tằm nó ăn lá rồi nó sẽ nhả ra tơ. Và ở đây cô cũng sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu kể. Như vậy ở trong bài 1 này là chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy, dấu chấm và dấu hai chấm. Dấu phẩy thì sẽ có tác dụng đó là ngăn cách thành phần phụ và thành phần chính ở trong câu. Và tác dụng số 2 đó là ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu. Cụ thể đó là các từ cùng chỉ đặc điểm này, các từ cùng chỉ hoạt động và các từ cùng chỉ sự vật ở trong câu. Còn dấu chấm thì sẽ có tác dụng dùng để kết thúc một câu kể. Ví dụ như là câu nêu hoạt động này, câu giới thiệu này hoặc là câu nêu đặc điểm thì nó sẽ là câu kể. Hay là khi mà chúng ta trả lời một câu hỏi nào đó thì chúng ta cũng sẽ sử dụng dấu chấm ở cuối câu trả lời đó. Vì câu trả lời thì thường sẽ là câu kể. Còn dấu hai chấm trong trường hợp này thì sẽ có tác dụng đó là dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật các em nhé. Bài 2, em hãy đọc đoạn truyện dưới đây và viết các từ ngữ thích hợp.
Cô có câu chuyện sau. Ngày xưa, có một cô bé rất ngoan và giàu lòng yêu thương. Cô luôn yêu thương mọi người, yêu cả ba ông táo bằng đá núi. Đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm ngon, hầm ngô ngọt, nướng thịt thơm cho mọi người ăn. Một lần cô lo lắng, trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm. Cô bé đã lấy một gáo nước to, dội luôn lên đầu ba ông, cho khói bốc lên mù mịt. Ông táo già nhất vụt hiện ra, ông buồn bã nói: "Cháu thương ta nhưng chưa hiểu ta, lửa càng nóng ta càng vui, cháu mà dội nước lạnh thì có ngày ta bị cảm mất." Yêu cầu của bài này đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tìm hai từ chỉ cảm xúc có trong câu chuyện này. Vậy thì hai từ chỉ cảm xúc mà có trong câu chuyện này đầu tiên đó là ông táo già nhất vụt hiện ra, ông buồn bã nói. Vậy thì từ chỉ cảm xúc đầu tiên đó chính là từ buồn bã. Như vậy từ chỉ cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong bài đọc ở đây đó chính là từ buồn bã. Và từ chỉ cảm xúc thứ hai mà xuất hiện trong bài đọc ở đây đó chính là từ lo lắng. Một lần cô lo lắng, vậy từ chỉ cảm xúc ở trong câu này sẽ là từ lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ có hai từ chỉ cảm xúc xuất hiện trong câu chuyện đó là từ lo lắng và từ buồn bã. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B đó là chúng ta sẽ đi tìm 5 từ chỉ hoạt động. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm 5 từ chỉ hoạt động xuất hiện trong bài đọc này các em nhé. Ngày xưa có một cô bé rất ngoan và giàu lòng yêu thương. Cô luôn yêu thương mọi người, yêu ba ông táo bằng đá núi. Đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm ngon, hầm ngô ngọt. Như vậy ở đây cô sẽ có từ chỉ hoạt động đầu tiên đó chính là từ nấu. Từ nấu chính là từ chỉ hoạt động đầu tiên. Tiếp theo cô sẽ có từ hầm, hầm ngô ngọt này. Thứ ba là cô sẽ có từ nướng thịt ngon này. Đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm ngon, hầm ngô ngọt, nướng thịt thơm cho mọi người ăn. Cô có từ chỉ hoạt động tiếp theo, đó là từ ăn. Một lần cô lo lắng trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm. Cô bé đã lấy, cô có từ chỉ hoạt động tiếp theo, đó là từ lấy. Một gáo nước to dội lên đầu ba ông. Cô có từ chỉ hoạt động tiếp theo là từ dội. Như vậy, ở trong đoạn chuyện này thì chúng ta sẽ có được 5 từ chỉ hoạt động từ đầu tiên. Từ chỉ hoạt động đầu tiên đó là từ nấu. Từ chỉ hoạt động số 2 đó là từ hầm. Từ chỉ hoạt động số 3 đó là từ nướng. Từ chỉ hoạt động số 4 là từ ăn. Từ chỉ hoạt động số 5 đó chính là từ lấy. Và chúng ta có thêm một từ chỉ hoạt động nữa đó là từ dội. Dội ở đây cũng là một từ chỉ hoạt động. Tuy nhiên đề bài yêu cầu chúng ta là tìm 5 từ thì chúng ta chỉ cần ghi 5 từ thôi. Thì cô sẽ có là từ số 1 là từ nấu này. Từ số 2 là từ hầm. Từ số 3 là từ nướng. Từ số 4 là từ ăn. Từ số 5 là từ lấy. Thì đây chính là 5 từ chỉ hoạt động có ở trong câu chuyện này. Thì các em hãy ghi lại 5 từ này vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ đầu tiên đó là từ nấu. Từ chỉ hoạt động đầu tiên là từ nấu. Từ chỉ hoạt động số 2 là từ hầm. Từ chỉ hoạt động số 3 là từ nướng. Từ chỉ hoạt động số 4 là từ ăn. Từ chỉ hoạt động số 5 là từ lấy. Đây chính là 5 từ chỉ hoạt động xuất hiện trong câu chuyện trên. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý C, đó là tìm 5 từ chỉ đặc điểm. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện và mình sẽ đi tìm 5 từ chỉ đặc điểm các em nhé. Ngày xưa, có một cô bé rất ngoan. Vậy từ chỉ đặc điểm đầu tiên đó là từ ngoan. Và giàu lòng yêu thương. Vậy thì cô sẽ có từ chỉ đặc điểm thứ hai là từ giàu. Cô luôn yêu thương mọi người, yêu cả ba ông táo bằng đá núi, đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm ngon. Cô sẽ có từ chỉ đặc điểm tiếp theo đó là từ ngon. Ngô ngọt, cô có từ chỉ đặc điểm tiếp theo là ngọt. Thịt thơm và cô có từ chỉ đặc điểm tiếp theo là từ thơm. Như vậy thì chúng ta sẽ có được 5 từ chỉ đặc điểm. Từ chỉ đặc điểm đầu tiên đó là ngoan. Từ chỉ đặc điểm số 2 đó là từ giàu. Từ chỉ đặc điểm số 3 là từ ngon. Từ chỉ đặc điểm số 4 là từ ngọt. Và từ chỉ đặc điểm số 5 là từ thơm. Đây chính là 5 từ chỉ đặc điểm có ở trong câu chuyện này. Như vậy, 5 từ chỉ đặc điểm là ngoan này, giàu này, ngon này, ngọt này và thơm. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ chỉ đặc điểm đầu tiên đó là từ ngoan. Từ chỉ đặc điểm thứ hai đó là từ giàu. Từ chỉ đặc điểm số 3 đó là từ ngon. Từ chỉ đặc điểm số 4 đó là từ ngọt. Từ chỉ đặc điểm số 5 đó là từ thơm.
Đây chính là 5 từ chỉ đặc điểm xuất hiện ở trong bài 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy đặt một câu nêu hoạt động, một câu giới thiệu với các từ em tìm được ở bài tập 2. Ở bài tập 2 thì chúng ta đã tìm được hai từ chỉ cảm xúc là từ lo lắng, từ buồn bã. Chúng ta tìm được 5 từ chỉ hoạt động đó là từ nấu, từ hầm, từ nướng, từ ăn và từ lấy. Chúng ta cũng tìm được 5 từ chỉ đặc điểm đó là từ ngoan, từ giàu, từ ngon, từ ngọt và từ thơm. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi đặt một câu nêu hoạt động. Chúng ta sẽ đặt một câu nêu hoạt động. Và chúng ta sẽ đi đặt một câu giới thiệu với các từ mà chúng ta đã tìm được ở trong bài tập 2. Vậy thì các em hiểu như thế nào là câu nêu hoạt động? Câu nêu hoạt động tức là chúng ta sẽ kể về con người hoặc là con vật, kể về hoạt động của con người và con vật. Và trong câu nêu hoạt động thì sẽ phải có các từ chỉ hoạt động. Và từ chỉ hoạt động ở đây tức là chỉ sự vận động của con người hoặc con vật mà chúng ta có thể quan sát được. Còn câu giới thiệu tức là chúng ta sẽ nhận định giới thiệu về một sự vật nào đó. Và trong câu giới thiệu thì sẽ có từ là các em nhé. Vậy thì ở đây cô sẽ đặt một câu nêu hoạt động với từ nấu. Ở đây cô sẽ đặt một câu nêu hoạt động với từ nấu. Và cô sẽ đặt một câu giới thiệu với từ ngoan. Vậy thì cô sẽ có câu nêu hoạt động như sau. Mẹ nấu cơm cho cả nhà. Câu đầu tiên của cô là câu nêu hoạt động. Đó là mẹ nấu cơm cho cả nhà. Và đây cô có từ chỉ hoạt động đó là từ nấu. Vậy thì mẹ làm gì? Mẹ nấu cơm cho cả nhà. Vậy thì nấu cơm ở đây chính là từ chỉ hoạt động. Vậy thì câu này sẽ là câu nêu hoạt động các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một câu giới thiệu với từ chỉ đặc điểm đó là từ ngoan. Lan là một cô bé ngoan. Lan là một cô bé ngoan. Vậy thì cô sẽ có từ mà chúng ta lựa chọn để đặt đó chính là từ ngoan. Vậy ở đây chúng ta cũng sẽ có từ là. Từ là ở trong câu thì chắc chắn câu này sẽ là câu giới thiệu rồi. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Câu 4, em hãy gạch chân vào những từ chỉ màu sắc trong lời bài thơ sau. Cô có bài thơ sau, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc từng đoạn văn một để chúng ta sẽ gạch chân vào những từ chỉ màu sắc xuất hiện trong bài thơ này các em nhé. Em yêu màu đỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ có từ chỉ màu sắc đầu tiên, đó chính là màu đỏ. Em yêu màu đỏ, vậy thì từ chỉ màu sắc đầu tiên đó chính là màu đỏ. Như máu con tim, lá cờ tổ quốc, khăn quàng đội viên. Khổ thơ số 2. Em yêu màu xanh, vậy thì cô sẽ có từ chỉ màu sắc tiếp theo đó là từ xanh. Đồng bằng rừng núi, biển đầy cá tôm, bầu trời cao vợi. Khổ thơ số 3, em yêu màu vàng, vậy cô sẽ có từ chỉ màu sắc đó là từ vàng. Lúa đồng chín rộ, hoa cúc mùa thu, nắng vàng rực rỡ. Tiếp theo ở đây chúng ta cũng sẽ có từ chỉ màu sắc đó là từ vàng ở trong câu thơ cuối cùng của khổ thơ số 3. Em yêu màu trắng. Chúng ta sẽ có từ chỉ màu sắc đó là từ trắng. Trang giấy tuổi thơ, đóa hoa hồng bạch, mái tóc của bà. Ở đây chúng ta có từ chỉ màu sắc tiếp theo đó là từ bạch. Từ bạch có nghĩa là bông hoa này nó giống như là màu trắng vậy. Đóa hoa hồng bạch, vậy thì từ bạch ở đây cũng sẽ là một từ chỉ màu sắc, và cụ thể là nó sẽ có màu gần giống như là màu trắng. Nó sẽ có màu sắc gần giống với màu trắng. Tiếp theo, em yêu màu đen, vậy thì cô sẽ có từ chỉ màu sắc tiếp theo. Hòn than óng ánh, đôi mắt bé ngoan, màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím, vậy cô sẽ có từ chỉ màu sắc tiếp theo đó là màu từ tím. Hoa cà, hoa sim, chiếc khăn của chị, nét mực, chữ em. Như vậy, ở trong bài 4 này chúng ta sẽ có các từ chỉ màu sắc đó là từ đỏ, từ xanh, từ vàng, từ trắng, từ bạch, từ đen và từ tím. Thì đây là những từ chỉ màu sắc xuất hiện trong câu 4. Trong bài tập số 4, các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 5. Em hãy tìm và viết lại những từ ngữ chỉ người
và những từ ngữ chỉ động vật trong bài thơ trên. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong bài 5 này đó là chúng ta sẽ đi tìm và viết lại những từ ngữ chỉ người và những từ ngữ chỉ động vật. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong câu 5 này đó là chúng ta đi tìm và viết lại những từ ngữ chỉ người và những từ ngữ chỉ động vật có ở trong bài thơ trên. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm các từ ngữ chỉ người. Em yêu màu đỏ như máu con tim, lá cờ tổ quốc, khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh, đồng bằng sừng núi, biển đầy cá tôm, bầu trời cao vợi. Vậy thì ở trong hai khổ thơ đầu tiên chúng ta sẽ có từ chỉ người, đó chính là từ em. Từ em chính là từ chỉ người đầu tiên. Ở đây cô sẽ khoanh tròn. Từ chỉ người đầu tiên xuất hiện trong khổ thơ này đó chính là từ em. Em yêu màu vàng, lúa đồng chín rộ, hoa cúc mùa thu, nắng vàng rực rỡ. Em yêu màu trắng, trang giấy tuổi thơ, đóa hoa hồng bạch, mái tóc của bà. Vậy thì cô có từ chỉ người tiếp theo đó là từ bà. Em yêu màu đen, hòn than óng ánh, đôi mắt bé ngoan, màn đêm yên tĩnh. Cô sẽ có từ chỉ người tiếp theo đó là từ bé. Em yêu màu tím, hoa cà, hoa sim, chiếc khăn của chị. Vậy thì cô sẽ có từ chỉ người tiếp theo đó là từ chị. Nét mực chữ em. Vậy thì trong bài 4 này chúng ta sẽ có được 4 từ chỉ người đó là từ em, từ bà, từ bé và từ chị. Chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ chỉ người đầu tiên đó là từ em. Từ chỉ người số 2 là từ bé. Từ chỉ người số 3 là từ bà. Từ chỉ người số 4 là từ chị. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ chỉ động vật xuất hiện trong bài thơ ở bài số 5 các em nhé. Em yêu màu xanh, đồng bằng rừng núi, biển đầy cá tôm. Vậy chúng ta sẽ có từ chỉ động vật ở đây chính là từ cá và từ tôm. Ở trong bài số 4 này chúng ta chỉ có duy nhất khổ thơ số 2 là có chứa các từ chỉ động vật đó là hai từ cá và từ tôm thôi. Vậy thì câu trả lời là những từ chỉ động vật xuất hiện trong bài số 4 đó chính là từ cá và từ tôm. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ chỉ động vật ở đây đó là từ cá này và từ tôm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 6, ghép các tiếng phù hợp với từ ra hoặc ra cho phù hợp. Ở đây cô sẽ có các tiếng đó là từ vị. Ở đây cô sẽ có các tiếng đó là tiếng vị, tiếng cặp, tiếng giày, áo, khơi, lệch, đình, cầm, trận. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp các tiếng này với các từ là từ ra hoặc từ ra để chúng ta sẽ được một từ có nghĩa các em nhé. Đầu tiên ở đây sẽ là từ vị thì chúng ta sẽ kết hợp với từ gia thì chúng ta sẽ được từ gia vị. Thứ hai cô sẽ có từ tiếng cặp. Tiếng cặp này thì cô sẽ kết hợp với từ gia thì cô sẽ có được từ đó là từ cặp gia. Tiếp theo cô có tiếng giày. Tiếng giày ở đây thì cô kết hợp với từ gia thì cô sẽ có được từ là giày gia. Cô có tiếng áo kết hợp tiếp theo với tiếng da thì cô sẽ có được từ đó là từ áo da. Tiếp theo nữa, cô có từ khơi, tiếng khơi thì cô sẽ kết hợp với tiếng ra thì cô sẽ có được từ đó là từ ra khơi. Tiếp theo là cô sẽ có tiếng lệnh. Tiếng lệnh ở đây thì cô sẽ kết hợp với tiếng ra thì cô sẽ có được từ là ra lệnh. Tiếp theo nữa, cô sẽ có tiếng đình. Tiếng đình này thì cô sẽ kết hợp với tiếng gia thì cô sẽ có được từ là từ gia đình. Tiếp theo, cô sẽ có từ cầm. Từ cầm này thì cô sẽ kết hợp với từ gia thì cô sẽ có được từ là từ gia cầm. Tiếp theo, cô sẽ có từ trận. Từ trận này thì cô sẽ kết hợp với từ ra thì cô sẽ có được từ là từ gia trận.
Như vậy là sau khi chúng ta đã ghép các tiếng phù hợp với các từ thì chúng ta sẽ được các từ như sau: từ gia vị này, từ cặp da, từ giày da, từ áo da, từ ra khơi, từ ra lệnh, từ gia đình, từ gia cầm và từ gia trận. Thì đây chính là câu trả lời cho bài 6. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tiết 3-4. Trong tiết 3-4 này thì cô sẽ có các bài tập như sau. Bài tập số 1 đó là bài chính tả nghe viết. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Cô giáo của con của tác giả Hà Quang. Bài thơ Cô giáo của con. Mỗi khi vào lớp, cô cười thật tươi, say sưa giảng bài, giọng cô ấm áp. Bạn nào hay nghịch, cô chẳng thích đâu. Bạn nào chăm ngoan, cô yêu lắm đấy. Bài thơ của tác giả Hà Quang. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc bài thơ rồi thì chúng ta sẽ viết lại bài thơ vào trong vở bài tập của mình. Khi viết thì các em chú ý là cần phải viết đúng chính tả, viết đúng thể thơ, viết đúng dấu câu, viết thật là nắn nót, viết thật là đẹp. Và với bài chính tả nghe viết này thì các em có thể viết sau vở bài tập, ra giấy ô ly hoặc là ra giấy kiểm tra đều được các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy điền chữ hoặc vần thích hợp vào chỗ trống và giải câu đố dưới đây. Câu A, chúng ta sẽ điền chờ hay chờ. Ở ô trống đầu tiên cô điền chữ chờ thì cô sẽ được tiếng trái. Ở ô trống số 2 cô sẽ điền chữ chờ thì cô sẽ có tiếng chân và cô sẽ có câu đố như sau. Đi đâu cũng phải có nhau, một phải một trái không bao giờ rời. Cả hai đều rất yêu người, theo chân đi khắp mọi nơi xa gần. Thì theo các em đó là cái gì các em nhỉ? À, đó chính là đôi dép. Như vậy câu trả lời cho câu đố này đó là đôi dép. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Chúng ta sẽ điền vần an hay an thích hợp vào chỗ trống. Ở ô trống đầu tiên cô sẽ điền vần an và cô sẽ thêm dấu thanh đó là dấu huyền thì cô sẽ được tiếng làng. Và ở ô trống số 2 thì cô sẽ điền vần an và cô sẽ thêm dấu thanh đó là dấu huyền thì cô sẽ có được tiếng ngàn và cô sẽ có câu đố như sau. Một đầu nhỏ, một đầu to, cầm lên chẳng thổi, phí pho như kèn. Tiếng vang xa khắp xóm làng, điều hơn lẽ thiệt trăm ngàn người nghe. Vậy theo các em đó là cái gì các em nhỉ? À, đó chính là cái loa. Như vậy câu trả lời cho câu đố này là cái loa. Như vậy ở trong bài 2 này chúng ta đã tìm được ra hai câu đố, đó chính là đôi dép và cái loa. Và đôi dép, cái loa ở đây đều là những từ chỉ sự vật và chúng thuộc nhóm từ chỉ vật các em nhé. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy tìm và viết lại 5 từ chỉ sự vật trong các hình sau. Đầu tiên, từ chỉ sự vật đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ có ngôi trường này. Từ chỉ sự vật đầu tiên là ngôi trường. Từ chỉ sự vật số 2 là có trường học thì sẽ có các bạn học sinh đúng không nào? Vậy từ chỉ sự vật số 2 đó chính là học sinh. Cô có từ chỉ sự vật số 3. Các em nhìn thấy ở trên ngôi trường thì sẽ có một cái đồng hồ. Vậy từ chỉ sự vật số 3 đây chính là đồng hồ. Tiếp theo, cô sẽ có từ chỉ sự vật số 4 chính là cái bàn. Và từ chỉ sự vật số 5 ở đây chính là cái bảng. Vậy chúng ta đã tìm được 5 từ chỉ sự vật như sau. Đầu tiên là ngôi trường này, thứ hai là học sinh, thứ ba là đồng hồ, thứ tư là cái bàn và thứ năm là cái bảng. Các em thấy là các từ chỉ sự vật ngôi trường này, đồng hồ này, cái bàn và cái bảng đều là các từ chỉ sự vật thuộc nhóm từ chỉ vật. Và cô sẽ có từ học sinh ở đây, cũng là từ chỉ sự vật nhưng nó sẽ thuộc nhóm từ chỉ người các em nhé. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Em hãy nối từ chỉ sự vật ở cột A với từ chỉ công dụng của chúng ở cột B. Ở cột A thì cô sẽ có các từ chỉ sự vật như sau. Đó là từ cặp sách này, bút màu, thước kẻ, gôm, tẩy, kéo, hộp bút. Và ở cột B thì cô sẽ có công dụng của từng đồ dùng học tập như sau. Đó là cắt này, đựng đồ dùng học tập này, kẻ này, đựng sách vở này, vẽ tranh này, xóa này, tẩy này. Như vậy
Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi nối các từ chỉ sự vật ở cột A với công dụng tương ứng của nó ở cột B. Đầu tiên cô sẽ có cặp sách. Vậy công dụng của cặp sách là gì các em nhỉ? Công dụng của cặp sách đó là dùng để đựng sách vở. Như vậy chúng ta sẽ nối cặp sách với công dụng là đựng sách vở. Tiếp theo, cô sẽ có bút màu. Vậy thì công dụng của bút màu là để làm gì các em? Bút màu thì sẽ dùng để vẽ tranh. Vậy cô sẽ nối bút màu với vẽ tranh. Tiếp theo, thước kẻ. Thước kẻ thì dùng để làm gì các em nhỉ? Thước kẻ thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng để kẻ rồi. Vậy chúng ta sẽ nối thước kẻ với công dụng là kẻ. Cô có gôm tẩy. Gôm tẩy ở đây thì chắc chắn sẽ dùng để xóa và dùng để tẩy rồi. Vậy chúng ta sẽ nối gôm tẩy với công dụng là xóa và tẩy. Tiếp theo cô sẽ có từ chỉ sự vật là kéo. Vậy công dụng của kéo là dùng để làm gì các em nhỉ? Kéo thì sẽ được dùng để cắt. Vậy chúng ta sẽ nối kéo với công dụng là cắt. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hộp bút. Hộp bút thì sẽ có công dụng là gì các em nhỉ? Hộp bút thì sẽ có công dụng là dùng để đựng đồ dùng học tập như là bút chì, thước kẻ, gôm tẩy. Vậy chúng ta sẽ nối hộp bút với công dụng đó là dùng để đựng đồ dùng học tập. Như vậy thì mỗi sự vật thì đều có một công dụng của chúng. Thì chúng ta đã nối được các sự vật với các công dụng tương ứng rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 5. Em hãy gạch chân các từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn như sau. Nhà em có một chú chó, tên chú chó là Bông. Bông có một bộ lông vàng óng. Em cũng không biết nó thuộc giống chó gì. Bông nặng tầm khoảng 15 kg. Đối với người trong nhà rất hiền lành, nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm. Cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó. Bông rất thông minh, chuyện gì cũng dậy một lát là hiểu. Em rất yêu quý chú chó nhà em. Như vậy, nhiệm vụ trong bài 5 của chúng ta đó là mình sẽ đi gạch chân vào các từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài số 5 này các em nhé. Câu đầu tiên, nhà em có một chú chó. Trong câu văn này thì sẽ không có các từ chỉ đặc điểm. Tên chú chó là Bông. Bông có một bộ lông vàng óng. Em cũng không biết nó thuộc giống chó gì. Vậy thì ở trong câu văn này chúng ta sẽ có một từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ màu sắc, đó chính là vàng óng. Chúng ta sẽ gạch chân vào từ vàng óng. Vàng óng ở đây chính là từ chỉ đặc điểm của bộ lông và nó sẽ thuộc nhóm từ chỉ màu sắc. Câu văn tiếp theo, Bông nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành, nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Vậy thì ở đây cô sẽ có từ chỉ đặc điểm đầu tiên trong câu văn này, đó chính là từ hiền lành. Từ chỉ đặc điểm số 2, đó chính là từ lạ. Từ chỉ đặc điểm số 3 là từ dữ tợn. Vậy thì từ hiền lành và từ dữ tợn ở đây là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ tính cách. Và từ lạ ở đây cũng là từ chỉ đặc điểm, giống như là một cái gì đó rất là lạ, mình chưa bao giờ nhìn thấy một lần nào cả thì sẽ được gọi là lạ. Và từ lạ ở đây cũng là từ chỉ đặc điểm các em nhé. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Vậy thì ở trong câu này cô sẽ có từ chỉ đặc điểm đó là từ trắng bóng. Trắng bóng cũng là từ chỉ đặc điểm về màu sắc của hàm răng. Tiếp theo cô có từ sắc lẻm. Sắc lẻm cũng là từ chỉ đặc điểm. Và cô sẽ có từ chỉ đặc điểm tiếp theo đó là từ hồng hồng, cũng là từ chỉ đặc điểm màu sắc về chiếc từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ màu sắc của cái lưỡi. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Ở đây thì cô sẽ có từ chỉ đặc điểm tiếp theo đó chính là từ thính. Và từ lạ. Thính tức là chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là cũng có thể phát hiện ra được, cũng có thể nghe thấy được thì sẽ gọi là thính. Chiếc đuôi cong cong ngoái tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó. Vậy thì trong câu này cô sẽ có từ chỉ đặc điểm tiếp theo đó chính là từ cong cong. Cong cong chính là từ chỉ đặc điểm của về hình dáng của chiếc đuôi. Bông rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Từ chỉ đặc điểm tiếp theo đó chính là từ thông minh.
Em rất yêu quý chú chó nhà em. Như vậy ở trong đoạn văn này chúng ta sẽ có các từ chỉ đặc điểm như sau. Vàng óng là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ màu sắc. Hiền lành, lạ, dữ tợn. Hiền lành và dữ tợn thì sẽ là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ về thuộc nhóm từ chỉ tính cách. Tiếp theo, trắng bóng, sắc lẻm, hồng hồng. Vậy thì trắng bóng, hồng hồng ở đây là các từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ màu sắc. Còn từ sắc lẻm ở đây thì chúng ta có thể hiểu đó là nó thuộc nhóm từ chỉ tính chất, cũng là từ chỉ đặc điểm nhưng thuộc nhóm từ chỉ tính chất. Cô có từ chỉ đặc điểm tiếp theo là thính và lạ. Từ chỉ đặc điểm cong cong cũng là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ hình dáng. Và cô có từ chỉ đặc điểm là thông minh. Thì đây chính là những từ chỉ đặc điểm xuất hiện trong đoạn văn trong bài số 5 này. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tiết 5, tiết 6. Cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa bài tập có trong tiết 5, tiết 6 này các em nhé. Bài 1. Em hãy quan sát các bức tranh đóng vai bạn nhỏ trong hình để đưa ra lời nói thích hợp, lời nói ngắn và viết lại xuống dưới chỗ trống. Ở đây cô sẽ có các đoạn hội thoại như sau. Cô có đoạn hội thoại tương ứng với bức tranh đầu tiên là chúng ta nhìn thấy trong bức tranh này có thầy giáo và có các bạn học sinh. Ở đây chúng ta thấy thầy giáo đã nói rằng thầy chào hai em. Vậy thì ở ô trống này chúng ta sẽ điền lời thoại gì các em nhỉ? Khi mà chúng ta gặp thầy giáo thì chúng ta cần phải chào thầy giáo đúng không nào? Vậy thì chúng ta là học sinh chúng ta sẽ có lời nói như sau. Chúng em chào thầy ạ. Và đáp lại lời chào của các bạn học sinh thì thầy giáo đã nói là thầy chào hai em. Thì đây chính là đoạn hội thoại tương ứng với bức tranh số 1. Đây chính là bức tranh số 1 này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh số 2. Bức tranh số 2 ở đây là sẽ có hai bạn nhỏ. Các em nhìn thấy là bạn nhỏ số 2 đã nói rằng mình cảm ơn cậu nhé. Vậy thì tại sao bạn nhỏ số 2 lại nói lời cảm ơn bạn nhỏ số 1 các em nhỉ? Ở đây các em nhìn thấy là bạn nhỏ số 1 đang cầm một chiếc cúp. Vậy thì chắc chắn là bạn nhỏ số 1 của chúng ta đã tham gia một cuộc thi nào đó và đã giành được giải nhất, giành được chiến thắng nên bạn nhỏ đã có một chiếc cúp chiến thắng. Và bạn nhỏ số 1 thì đã nói rằng chúc mừng cậu đã đạt giải nhé. Và đáp lại lời chúc của bạn nhỏ số 1 thì bạn nhỏ số 2 đã nói rằng mình cảm ơn cậu nhé. Như vậy thì lời nói của bạn nhỏ số 1 ở đây đó là chúc mừng cậu đã đạt giải nhé. Và đáp lại câu nói của bạn nhỏ số 1 thì bạn nhỏ số 2 đã nói rằng mình cảm ơn cậu nhé. Thì đây chính là lời thoại tương ứng với bức tranh số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh số 3. Bạn nhỏ số 2 đã nói rằng ừ đẹp thật đấy. Vậy thì bạn nhỏ số 1 đã nói điều gì để bạn nhỏ số 2 đã phải trả lời rằng ừ đẹp thật đấy. Các em nhìn thấy là trong bức tranh số 2 này hai bạn nhỏ đang cùng nhau ngắm cầu vồng đúng không nào các em? Vậy thì chúng ta sẽ có một lời nói như sau. Cậu có thấy cầu vồng đẹp không? Chúng ta sẽ có một câu hỏi như sau là cậu có thấy cầu vồng đẹp không? Và bạn nhỏ số 2 đã nói rằng ừ, đẹp thật đấy. Như vậy, ở đây sẽ là đoạn hội thoại tương ứng với bức tranh số 3. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đoạn hội thoại ở bức tranh số 4. Các em thấy là ở bức tranh số 4 là bạn nhỏ số 2 đang bị ốm và phải nằm viện và có một bạn nhỏ, có người bạn đến thăm. Và bạn nhỏ đến thăm ở đây chính là bạn nhỏ 1. Vậy thì bạn nhỏ số 2 đã nói rằng cảm ơn cậu, tớ khỏe hơn rồi. Vậy thì trong trường hợp này bạn nhỏ số 1 đã nói điều gì các em nhỉ? Bạn nhỏ số 1 đã nói rằng cậu đã khỏe hơn chưa? Vậy chúng ta sẽ có câu nói như sau, đó là cậu đã khỏe hơn chưa? Và đáp lại câu hỏi của bạn nhỏ số 1 thì bạn nhỏ số 2 đã nói rằng cảm ơn cậu, tớ khỏe hơn rồi. Thì đây chính là đoạn hội thoại tương ứng với bức tranh số 4. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy tìm trong bài đọc dưới đây và điền từ thích hợp vào chỗ trống. Cô có hai khổ thơ như sau. Chẳng đâu bằng chính nhà em, có đàn chim sẻ bên thềm líu lo, có nàng gà mái hoa mơ, cục ta cục tác khi vừa đẻ xong. Có bà chuối mật lưng ong, có ông ngô bắp sâu hồng như tơ, có ao rau muống cá cờ,
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên. Câu A, em hãy tìm và viết lại một câu thơ nêu đặc điểm. Vậy thì câu nêu đặc điểm ở đây chúng ta cần phải nhớ lại kiến thức về câu nêu đặc điểm, đó là câu nêu đặc điểm tức là chúng ta sẽ dùng để miêu tả đặc điểm này, tính chất này, trạng thái của sự vật được nhắc đến ở trong câu. Và trong câu nêu đặc điểm thì sẽ có các từ ngữ chỉ đặc điểm, có các từ ngữ chỉ tính chất, có các từ ngữ chỉ trạng thái của sự vật các em nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hai khổ thơ này để viết lại một câu thơ nêu đặc điểm các em nhé. Cô sẽ có câu thơ nêu đặc điểm như sau. Có âm ngô bắc, dâu hồng như tơ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là sẽ có từ chỉ đặc điểm, đó là từ hồng. Và từ hồng này chính là từ chỉ đặc điểm của bộ dâu ngô. Vậy thì với ý A này chúng ta đã tìm được một câu thơ nêu đặc điểm, đó là câu có ông ngô bắp dâu hồng như tơ. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Em hãy tìm và viết lại một câu thơ nêu hoạt động. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải nhớ lại về câu nêu hoạt động. Câu nêu hoạt động tức là sẽ dùng để kể về hoạt động của con người hoặc là của con vật. Và trong câu nêu hoạt động thì sẽ có chứa các từ chỉ hoạt động. Và các từ chỉ hoạt động ở đây tức là chỉ sự vận động của con người hoặc con vật mà chúng ta có thể quan sát được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nội dung của bài thơ để chúng ta sẽ tìm ra một câu thơ nêu hoạt động các em nhé. Chúng ta sẽ có một câu thơ nêu hoạt động như sau. Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo. Vậy ở đây chúng ta có từ chỉ hoạt động, đó là từ líu lo, đó là từ chỉ hoạt động tiếng hót của đàn chim sẻ. Như vậy thì chúng ta đã tìm được một câu thơ nêu hoạt động, đó là câu có đàn chim sẻ bên thềm líu lo. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài số 2 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy điền dấu chấm hoặc chấm hỏi thích hợp vào ô trống sau. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ lại kiến thức về dấu chấm và dấu chấm hỏi. Dấu chấm sẽ dùng để kết thúc câu kể. Cô lấy ví dụ như là các câu văn được viết dưới theo mẫu câu là câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm hoặc là câu giới thiệu thì chúng ta sẽ đều kết thúc câu văn bằng dấu chấm vì đó là những câu kể. Tiếp theo, kiến thức về dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi thì sẽ được dùng để kết thúc một câu hỏi và dấu chấm hỏi thì sẽ dùng để hỏi. Và để xác định được đâu là một câu hỏi thì trong câu hỏi sẽ có các từ nghi vấn hay là các từ được dùng để hỏi như là từ không này, từ chứ này, từ gì này, từ vì sao này, từ như thế nào này, thì hoặc là từ đâu này, thì đó là những từ được dùng để hỏi. Và trong câu văn mà có các từ được dùng để hỏi thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa bài số 3 các em nhé. Cô có đoạn hội thoại như sau. Trong lớp học, thầy giáo hỏi, em đang viết gì vậy? Vậy thì ở đây, thầy giáo hỏi, thì chắc chắn ở đây sẽ là một câu hỏi rồi. Vậy thì nếu là một câu hỏi thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Vậy thì ở ô trống đầu tiên cô sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Trong lớp học, thầy giáo hỏi, em đang viết gì vậy? Ở đây chúng ta sẽ có từ hỏi này và từ gì vậy là những từ được dùng để hỏi thì chắc chắn kết thúc một câu có chứa từ để hỏi thì câu đó chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Một bức thư cho chính mình ạ. Trong đó nói gì? Ở đây chúng ta tiếp tục có từ để hỏi đó là từ gì thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu kể. Khi một ai đó hỏi mình thì mình sẽ trả lời lại. Thì cái câu trả lời đó chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm vì nó sẽ là một câu kể các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài số 3 rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tiết 3 và tiết 4. Trong tiết 3 và tiết 4 này chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc bài 4 mùa. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc này để đi trả lời cho các bài tập ở phía dưới các em nhé. Bài đọc 4 mùa. 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào em cũng thích nhưng em yêu nhất là mùa hè. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng vàng chói chang xuống mặt đất, làm cho thời tiết vô cùng nóng nực và oi bức.
Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu, nhưng mùa hè đến mang theo tiếng ve râm ran làm sôi động cả phố phường. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông trông xa như những đốm lửa hồng. Trong vườn từng chùm vải chín đỏ chót, ngọt lịm, các loại quả đua nhau chín thơm lừng, nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm, loại nào cũng ngon lành. Hè về cũng là lúc em được nghỉ hè, được chơi những trò chơi như thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và được đi tắm biển nữa. Em rất yêu mùa hè, mong mùa hè tới thật nhanh để em được vui chơi thỏa thích. Chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc này để đi trả lời cho các bài tập ở phía dưới các em nhé. Bài 1. Em hãy đọc bài 4 mùa và trả lời câu hỏi dưới đây. A. Tìm trong bài đọc 4 mùa các từ cùng nghĩa với các từ dưới đây. Từ nóng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm trong bài đọc các từ cùng nghĩa với từ nóng. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ quay trở lại nội dung của bài đọc. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm các từ cùng nghĩa với từ nóng các em nhé. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào em cũng thích, nhưng em yêu nhất là mùa hè. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng vàng chói chang xuống mặt đất, làm cho thời tiết vô cùng nóng nực và oi bức. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có từ cùng nghĩa với từ nóng, đó là từ nóng nực và từ oi bức. Tức là thời tiết rất là nóng, rất là oi bức, rất là khó chịu. Thì như vậy ở trong bài đọc 4 mùa này chúng ta sẽ có hai từ cùng nghĩa với từ nóng, đó là từ nóng nực và từ oi bức. Chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ đầu tiên sẽ là từ nóng nực. Từ thứ hai là từ oi bức. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Tìm ngoài bài đọc 4 mùa các từ trái nghĩa với các từ dưới đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ở bên ngoài bài đọc. Tức là chúng ta sẽ không dựa vào bài đọc 4 mùa để đi tìm các từ trái nghĩa với các từ khó chịu, ngọt lịm hay sôi động nữa, mà chúng ta sẽ đi tìm ở bên ngoài bài đọc các từ trái nghĩa với từ khó chịu, ngọt lịm và sôi động. Đầu tiên sẽ là từ khó chịu. Vậy thì từ nào sẽ trái nghĩa với từ khó chịu các em nhỉ? Đó là từ dễ chịu. Vậy thì trái nghĩa về khó chịu chúng ta sẽ có từ là từ dễ chịu. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ ngọt lịm. Vậy thì từ nào mà có trái nghĩa với từ ngọt lịm các em nhỉ? Đó là từ đắng ngắt hoặc là từ chua cũng trái nghĩa với từ ngọt lịm. Vậy thì cô sẽ có từ trái nghĩa với từ ngọt lịm, đó chính là từ đắng ngắt. Tiếp theo cô có từ sôi động. Vậy thì trái nghĩa với sôi động ở đây chúng ta sẽ có từ gì các em nhỉ? Đó là từ ảm đạm. Trái nghĩa với sôi động thì chúng ta sẽ có từ ảm đạm. Như vậy ở trong bài số 1 này chúng ta đã tìm được ở trong bài đọc 4 mùa một các từ cùng nghĩa với từ nóng, đó là từ nóng nực và từ oi bức. Và chúng ta cũng tìm được ngoài bài đọc 4 mùa các từ trái nghĩa với từ khó chịu là từ dễ chịu, trái nghĩa với từ ngọt lịm là từ đắng ngắt, và trái nghĩa với từ sôi động là từ ảm đạm. Các em hiểu từ trái nghĩa ở đây chính là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Các em hiểu là từ trái nghĩa ở đây là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài số 1 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy tìm trong bài đọc 4 mùa và viết lại các từ nói về mùa hè. Đầu tiên là sẽ là thời tiết. Thời tiết của mùa hè thì như thế nào này? Thứ hai là về loài vật. Loài vật thì sẽ có con vật gì này? Thứ ba là về cây cối thì sẽ có những cây gì này? Và tiếp theo là chúng ta có hoạt động trong 4 mùa này là gì? Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bài đọc, sau đó chúng ta sẽ tìm các từ ngữ nói về mùa hè, cụ thể là nói về thời tiết của mùa hè các em nhé. Đầu tiên là các từ nói về thời tiết của mùa hè. Thời tiết của mùa hè thì vô cùng nóng nực và oi bức. Vậy thì chúng ta sẽ có từ nói về thời tiết của mùa hè, đó là từ nóng nực và oi bức. Nóng nực và oi bức này. Từ này tức là sẽ nói về thời tiết của mùa hè. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm các từ ngữ nói về mùa hè, và đó là các từ ngữ nói về loài vật. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu, nhưng mùa hè đến mang theo tiếng ve râm ran làm sôi động cả phố phường. Vậy thì con vật ở trong mùa hè ở đây chính là con ve. Chúng ta sẽ có từ ngữ đó là tiếng ve râm ran.
Tiếng ve râm ran ở đây sẽ là từ ngữ nói về mùa hè và cụ thể đó là nói về loài vật. Vậy tiếng ve râm ran ở đây sẽ là nói về mùa hè và cụ thể là nói về loài vật. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm các từ ngữ nói về mùa hè nhưng nói về cây cối các em nhé. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông xa như những đốm lửa hồng. Vậy thì chúng ta sẽ có cây đầu tiên đó là hàng phượng vĩ. Chúng ta sẽ có từ ngữ chỉ cây cối đầu tiên về mùa hè đó là hàng phượng vĩ. Trong vườn từng chùm vải chín đỏ chót. Chúng ta sẽ có chùm vải này. Cũng là nói về cây cối trong mùa hè. Các loại quả đua nhau chín thơm lừng, nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm. Vậy chúng ta sẽ có mít này, chúng ta có dưa hấu này, chúng ta có đào và chúng ta có chôm chôm. Như vậy, các từ ngữ nói về mùa hè chỉ cây cối đó là hàng phượng vĩ này, chùm vải này, mít, dưa hấu, đào và chôm chôm. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm các từ ngữ nói về mùa hè là chỉ hoạt động của các sự vật trong mùa hè. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào em cũng thích nhưng em yêu nhất là mùa hè. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng vàng chói chang xuống mặt đất. Chúng ta sẽ có những cái hoạt động của sự vật đó là tỏa những tia nắng vàng. Ở đây chính là các từ ngữ để nói về hoạt động của các sự vật trong mùa hè. Làm cho thời tiết vô cùng nóng nực và oi bức. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu. Nhưng mùa hè mang đến theo tiếng ve râm ran làm sôi động cả phố phường. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông, trông xa như những đốm lửa hồng. Trong vườn từng chùm vải chín đỏ chót, ngọt lịm. Các loại quả đua nhau chín thơm lừng, nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm, loại nào cũng ngon lành. Hè về cũng là lúc em được nghỉ hè. Vậy thì chúng ta sẽ có hoạt động đầu tiên trong mùa hè đó chính là nghỉ hè. Được chơi những trò chơi như thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Thì hoạt động tiếp theo là chơi những trò chơi. Hoạt động tiếp theo là chơi những trò chơi hay là chơi trò chơi. Và được đi tắm biển. Hoạt động tiếp theo đó là tắm biển. Em rất yêu mùa hè, mong mùa hè tới thật nhanh để em được vui chơi thỏa thích. Hoạt động tiếp theo trong mùa hè đó là vui chơi thỏa thích. Như vậy thì chúng ta sẽ có các từ ngữ nói về hoạt động của mùa hè đó là tỏa những tia nắng vàng này, nghỉ hè này, chơi trò chơi này, tắm biển này và vui chơi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi điền các từ ngữ mà cô đã hướng dẫn vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Đầu tiên là những từ ngữ nói về thời tiết của mùa hè đó là nóng nực và oi bức. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm các từ ngữ nói về mùa hè nhưng chỉ các loài vật. Loài vật thì ở đây chúng ta sẽ có con ve, đó là tiếng ve râm ran. Tiếp theo đó là các từ ngữ nói về cây cối trong mùa hè thì chúng ta sẽ có hàng phượng vĩ. Đầu tiên chúng ta có là hàng phượng vĩ. Tiếp theo chúng ta sẽ có chùm vải. Chúng ta sẽ có mít. Chúng ta có dưa hấu. Chúng ta sẽ có đào. Và chúng ta cuối cùng là chôm chôm. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm các từ ngữ nói về hoạt động trong mùa hè. Hoạt động trong mùa hè đó là tỏa những tia nắng vàng. Hoạt động đầu tiên là tỏa những tia nắng vàng. Hoạt động số 2 đó chính là nghỉ hè. Hoạt động số 3 là chơi trò chơi. Hoạt động số 4 là tắm biển. Và hoạt động cuối cùng đó là vui chơi. Thì đây sẽ là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Dấu 2 chấm trong bài đọc 4 mùa được dùng để làm gì? Vậy thì dấu 2 chấm trong bài đọc 4 mùa thì sẽ được dùng để làm gì các em nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của bài đọc các em nhé. Trong vườn từng chùm vải chín đỏ chót ngọt lịm, các loại quả đua nhau chín thơm lừng. Ở đây chúng ta thấy có dấu 2 chấm này. Nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm, loại nào cũng ngon lành. Như vậy thì ở dấu 2 chấm đầu tiên ở đây sẽ có tác dụng đó là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước. Liệt kê ở đây đó là các loại quả chín thơm lừng, đó là quả mít, quả dưa hấu, quả đào và quả chôm chôm.
Thì đây dấu hai chấm sẽ có tác dụng là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước nó, đó là những quả nào đua nhau chín thơm lừng. Thì đó là quả mít, quả dưa hấu, quả đào và quả chôm chôm. Vậy dấu hai chấm ở đây sẽ có tác dụng đó là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Tiếp theo, hè về cũng là lúc em được nghỉ hè, được chơi những trò chơi như thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và được đi tắm biển nữa. Vậy thì dấu hai chấm ở trong trường hợp này cũng sẽ có tác dụng là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Vậy thì vào kỳ nghỉ hè thì em được chơi những trò chơi gì, chúng ta sẽ liệt kê ra. Đó là chơi thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và đi tắm biển. Và các từ là thả diều này, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và đi tắm biển sẽ giải thích cho bộ phận đứng trước nó, đó là khi nghỉ hè thì chúng ta sẽ được chơi những trò chơi gì. Vậy dấu hai chấm ở trong bài bốn mùa này sẽ có tác dụng đó là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Vậy tác dụng của dấu hai chấm trong trường hợp này đó là dùng để liệt kê và giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Em hãy tìm và ghi lại những từ chỉ màu sắc, âm thanh, hương vị có trong bài đọc trên. Nhiệm vụ trong bài 4 là chúng ta sẽ tìm và ghi lại những từ chỉ màu sắc này, những từ chỉ âm thanh và những từ chỉ hương vị có trong bài đọc 4 mùa. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ đi tìm những từ chỉ màu sắc, những từ chỉ âm thanh và những từ chỉ hương vị có trong bài đọc 4 mùa các em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm từ chỉ màu sắc có trong bài đọc này. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông trông xa như những đốm lửa hồng. Vậy thì chúng ta sẽ có từ chỉ màu sắc đầu tiên chính là từ hồng. Trong vườn từng chùm vải chín đỏ, cô có từ chỉ màu sắc tiếp theo đó chính là từ đỏ. Đỏ chót, cả từ chỉ màu sắc sẽ là từ đỏ chót. Và một từ nữa sẽ là chỉ màu sắc của tia nắng, đó chính là mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng vàng. Từ vàng chính là từ ngữ chỉ màu sắc của tia nắng. Như vậy chúng ta sẽ có 3 từ chỉ màu sắc. Từ đầu tiên sẽ là từ vàng. Từ ngữ chỉ màu sắc số 2 sẽ là từ hồng. Từ ngữ chỉ màu sắc số 3 chính là từ đỏ chót. Đây chính là 3 từ ngữ chỉ màu sắc. Như vậy chúng ta sẽ ghi 3 từ ngữ chỉ màu sắc này vào trong vở bài tập của mình giúp cô, đó là từ vàng, từ hồng và từ đỏ chót. Từ chỉ màu sắc đầu tiên là từ vàng này. Từ chỉ màu sắc thứ hai đó là từ hồng. Và từ chỉ màu sắc số 3 đó là từ đỏ chót. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm từ ngữ chỉ âm thanh. Từ ngữ chỉ âm thanh ở đây thì chúng ta sẽ có một từ duy nhất, đó là từ dâm gian. Từ dâm gian ở đây chính là từ ngữ chỉ âm thanh duy nhất xuất hiện trong bài đọc. Từ dâm gian ở đây sẽ là từ ngữ chỉ âm thanh của tiếng ve các em nhé. Vậy chúng ta sẽ có một từ ngữ chỉ âm thanh đó là từ dâm gian. Từ ngữ chỉ âm thanh ở đây cô sẽ có đó là từ dâm gian. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ ngữ chỉ hương vị. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông trông xa như những đốm lửa hồng, trong vườn từng chùm vải chín đỏ ngọt lịm. Vậy chúng ta sẽ có từ chỉ hương vị đầu tiên đó là từ ngọt lịm. Ngọt lịm chính là từ chỉ hương vị đầu tiên. Các loại đua nhau chín thơm lừng, cô có từ chỉ hương, mùi hương tiếp theo đó là từ thơm lừng. Nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm, loại nào cũng ngon lành. Vậy cô sẽ có từ chỉ hương vị tiếp theo đó là từ ngon lành. Như vậy ở trong bài này chúng ta sẽ có 3 từ ngữ chỉ hương vị. Từ đầu tiên đó là từ ngọt lịm, là từ ngữ chỉ hương vị. Từ thứ hai đó là từ thơm lừng, thơm lừng cũng là từ ngữ chỉ hương vị. Từ thứ ba sẽ là từ ngon lành, cũng là từ ngữ chỉ hương vị. Thì đây chính là 3 từ ngữ chỉ hương vị xuất hiện trong bài đọc, từ ngọt lịm, từ thơm lừng và từ ngon lành. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Từ ngữ chỉ hương vị đầu tiên đó là từ ngọt lịm. Từ ngữ chỉ hương vị số 2 đó là từ thơm lừng. Từ ngữ chỉ hương vị số 3 đó là từ ngon lành. Như vậy ở trong bài 4 này cô đã tìm được từ ngữ chỉ màu sắc là màu vàng, màu hồng và màu đỏ chót. Cô tìm được từ ngữ chỉ âm thanh là từ dâm gian. Và cô tìm được từ ngữ chỉ hương vị đó là ngọt lịm, thơm lừng và ngon lành. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 5. Yêu cầu trong bài 5 đó là em hãy chuyển câu dưới đây thành câu. Đầu tiên là câu cảm.
Thứ hai là câu kẻ, thứ ba là câu hỏi và cô có câu là đi biển mùa hè. Vậy thì từ câu đi biển mùa hè này chúng ta sẽ chuyển thành câu cảm. Để chuyển được câu cảm thì trong câu chúng ta cần phải có các từ bộc lộ cảm xúc, ví dụ như là từ quá, từ lắm, từ thật, từ rất, từ vui. Và kết thúc câu cảm thì chúng ta sẽ có dấu chấm than. Vậy thì với câu đi biển mùa hè thì chúng ta sẽ có một câu cảm như sau. Đi biển mùa hè thật là vui. Cô sẽ có câu câu cảm như sau, đó là đi biển mùa hè thật là vui. Vậy thì ở trong câu này chúng ta sẽ có những từ bộc lộ cảm xúc, ví dụ như là từ từ thật, nghĩa là càng nhấn mạnh rằng là đi đi một đi biển vào mùa hè nó rất là vui, nó thật là vui. Từ vui ở đây chính là từ dùng để bộc lộ cảm xúc. Còn từ thật ở đây là bổ trợ cho cái từ chỉ cảm xúc là từ vui này, nghĩa là bộc lộ một cái cảm xúc rất là vui vẻ khi được đi biển vào mùa hè. Và kết thúc câu cảm này thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than, vì dấu chấm than trong trường hợp này sẽ có tác dụng là dùng để bộc lộ cảm xúc các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B, đó là câu kể. Chúng ta sẽ chuyển câu đi biển mùa hè này thành câu kể. Kết thúc câu kể thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm các em nhé. Cô sẽ có câu là năm nay em được đi biển mùa hè. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý C, đó là câu hỏi. Chúng ta sẽ từ câu đi biển mùa hè chúng ta sẽ đặt một câu hỏi. Câu hỏi thì trong câu sẽ có từ để hỏi. Và kết thúc câu hỏi thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Cô sẽ có câu như sau, đó là câu hỏi của cô sẽ là mùa hè này bạn có đi biển không? Câu của cô sẽ là mùa hè này bạn có đi biển không? Ở đây chúng ta sẽ có từ để hỏi, đó là từ không. Và trong câu mà có từ để hỏi chắc chắn câu đó sẽ là câu hỏi và chúng ta sẽ phải sử dụng dấu chấm hỏi để kết thúc câu các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 5 rồi, các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tiết 6 và tiết 7. Bài số 1, quan sát tranh dưới đây, em hãy tìm và ghi lại các từ chỉ sự vật hoạt động có trong bức tranh. Vậy thì trong bài số 1 này thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ quan sát bức tranh, sau đó chúng ta sẽ tìm các từ ngữ chỉ sự vật và chúng ta sẽ tìm các từ ngữ chỉ hoạt động có ở trong bức tranh. Trong bài 1 này thì cô sẽ có bức tranh sau đây. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tìm các từ chỉ sự vật có ở trong bức tranh. Ở đây thì cô sẽ tìm 4 từ chỉ sự vật có trong bức tranh các em nhé. Đầu tiên đó chính là trường học. Từ chỉ sự vật đầu tiên sẽ là trường học. Từ chỉ sự vật số 2 chính là cái đồng hồ này. Từ chỉ sự vật số 3 ở đây là cây cối. Chúng ta thấy có những dạng cây. Chúng ta sẽ có từ chỉ sự vật số 3 là cây cối. Từ chỉ sự vật số 4 là quả bóng. Ngoài ra chúng ta còn có các từ chỉ sự vật như là chúng ta sẽ có cái khung thành này. Chúng ta sẽ có cả sân khấu này. Chúng ta sẽ có cả bóng rổ này. Chúng ta có rất nhiều từ chỉ sự vật nhưng trong bài này chúng ta chỉ cần tìm 4 từ chỉ sự vật thôi các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ chỉ hoạt động. Cô sẽ có từ chỉ hoạt động đầu tiên, đó là hai bạn nhỏ đang đá bóng. Vậy cô sẽ có từ chỉ hoạt động đó là từ đá bóng. Tiếp theo cô sẽ có từ chỉ hoạt động tiếp theo là hai bạn nhỏ đang chơi bóng rổ, thì cô sẽ có từ chỉ hoạt động đó là chơi bóng rổ. Tiếp theo cô sẽ có từ chỉ hoạt động nữa là hình ảnh bạn nhỏ đang biểu diễn, thì cô sẽ có từ chỉ hoạt động đó là từ biểu diễn. Như vậy chúng ta sẽ có 3 từ chỉ hoạt động, đó là từ đá bóng, từ chơi bóng rổ và từ biểu diễn. Thì đây là những từ chỉ hoạt động xuất hiện trong bức tranh, các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 2. Em hãy tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm và điền vào tranh sao cho phù hợp. Ở đây cô sẽ có các sự vật đó là tóc này, miệng này, bàn chân này, mắt này và bàn tay. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm các từ chỉ đặc điểm của các sự vật. Cô lấy ví dụ như tóc, đặc điểm của tóc bạn nhỏ thì như thế nào các em nhỉ? Đó là tóc bạn nhỏ thì sẽ có màu đen chẳng hạn. Vậy thì từ chỉ đặc điểm của tóc sẽ là tóc đen. Miệng của bạn nhỏ thì như thế nào? Cô sẽ có từ chỉ đặc điểm là xinh, thì cô sẽ có từ là miệng xinh. Miệng của bạn nhỏ thì xinh. Tiếp theo, bàn chân của bạn nhỏ thì như thế nào các em nhỉ? Bàn chân thì nhỏ nhắn, vậy cô có từ chỉ đặc điểm đó là từ nhỏ nhắn. Tiếp theo, đôi mắt của bạn nhỏ thì như thế nào các em? Đôi mắt thì rất là to, vậy cô sẽ có từ chỉ đặc điểm là từ to. Còn bàn tay của bạn nhỏ thì như thế nào? Bàn tay của bạn nhỏ thì rất là đẹp, thì cô sẽ có từ chỉ đặc điểm đó là từ đẹp. Vậy ở trong bài số 2 này chúng ta sẽ tìm được từ chỉ đặc điểm của mái tóc đó là từ đen, từ chỉ đặc điểm của miệng đó là từ xinh, từ chỉ đặc điểm của bàn chân là từ nhỏ nhắn và từ chỉ đặc điểm của mắt đó là từ to, còn từ chỉ đặc điểm của bàn tay đó là từ đẹp. Thì đây là những từ chỉ đặc điểm xuất hiện trong bài số 2 này, các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy gạch chân dưới từ chỉ hương vị trong đoạn văn dưới đây. Cô sẽ có đoạn văn sau. Luộc khoai không khó. Nấu khoai trên lửa vừa. Khi khoai chín có mùi thơm. Nấu cho đến khi nước cạn sạch, nước đã thấm hết vào khoai. Nấu đến khi có mùi khen khét đáy nồi là ngon nhất. Miếng khoai sẽ rất ngon, ngọt và bùi. Như vậy, ở trong bài số 3 này, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm các từ chỉ hương vị. Chúng ta đi tìm xem đâu là từ chỉ hương vị. Sau đó chúng ta sẽ gạch chân dưới những từ chỉ hương vị đó. Vậy thì ở đây, câu văn đầu tiên, nấu khoai trên lửa vừa khi khoai chín có mùi thơm. Vậy thì từ chỉ hương vị đầu tiên đó là từ là mùi thơm. Mùi thơm chính là chỉ hương vị. Nấu cho đến khi nước cạn sạch, nước đã thấm hết vào khoai. Nấu đến khi có mùi khen khét. Vậy thì từ chỉ hương vị tiếp theo đó là khen khét. Nấu đến khi có mùi khen khét đáy nồi là ngon nhất. Miếng khoai sẽ rất ngon, ngọt và bùi. Vậy cô sẽ có từ chỉ hương vị đó là ngon này, ngọt này và bùi. Như vậy trong bài số 3 này chúng ta sẽ có các từ chỉ hương vị. Từ đầu tiên đó là từ mùi thơm. Từ số 2 đó là từ khen khét. Từ số 3 là từ ngon. Từ số 4 là từ ngọt. Và từ số 5 là từ bùi. Thì đây chính là 5 từ chỉ hương vị xuất hiện trong bài 3 các em nhé. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Nối cột A với cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hành bài tập nối. Chúng ta sẽ nối cột A với cột B để sẽ tạo thành câu nêu đặc điểm. Vậy thì theo các em câu nêu đặc điểm là gì các em nhỉ? Câu nêu đặc điểm tức là chúng ta sẽ dùng để miêu tả đặc điểm của một sự vật, miêu tả đặc điểm tính chất trạng thái của một sự vật nào đó. Và trong câu thì sẽ có các từ chỉ đặc điểm, các từ chỉ tính chất và các từ chỉ trạng thái của sự vật. Ở đây thì cô sẽ có cột A, đây sẽ là cột A và đây sẽ là cột B. Vậy cột A của cô sẽ có các từ sau đây. Mái tóc ông em. Vậy thì mái tóc ông em thì như thế nào các em nhỉ? Mái tóc của ông em thì đã ngả màu hoa dâm. Vậy chúng ta sẽ nối mái tóc của ông em với ngả màu hoa dâm. Và từ chỉ đặc điểm trong câu này sẽ là từ dâm, từ hoa dâm. Là từ chỉ đặc điểm về mái tóc của những người đã có tuổi. Ví dụ như là mái tóc của ông, mái tóc của bà thì ngả màu hoa dâm, giống như là mái tóc của ông bà đã bạc rồi. Tiếp theo, mái tóc bà. Vậy thì mái tóc bà như thế nào các em nhỉ? Mái tóc bà thì dài và bồng bềnh như mây. Vậy chúng ta sẽ nối mái tóc bà là dài và bồng bềnh như mây. Vậy thì từ chỉ đặc điểm trong câu này đó là dài và bồng bềnh là hai từ chỉ đặc điểm. Chúng ta thường sẽ có câu hỏi đó là mái tóc bà có đặc điểm gì? Và câu trả lời đó là dài và bồng bềnh như mây. Tiếp theo, bố em. Bố em thì như thế nào các em nhỉ? Bố em thì rất hài hước. Vậy chúng ta sẽ nối bố em với cụm từ là rất hài hước. Vậy thì từ chỉ đặc điểm ở trong cụm từ rất hài hước này đó là từ hài hước. Hài hước sẽ là một từ chỉ đặc điểm về tính cách. Còn mẹ em thì sẽ có đặc điểm gì? Mẹ em thì là người phụ nữ hiền hậu. Vậy chúng ta sẽ nối từ mẹ em với cụm từ là người phụ nữ hiền hậu. Vậy ở đây chúng ta sẽ có từ chỉ đặc điểm đó là từ hiền hậu. Hiền hậu là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ tính cách của con người. Bàn tay bé Na. Bàn tay bé Na thì có đặc điểm gì các em nhỉ? Đó là mũm mĩm và trắng hồng. Vậy chúng ta sẽ nối bàn tay bé Nga với cụm từ là mũm mĩm và trắng hồng. Vậy thì từ chỉ đặc điểm trong câu này đó là mũm mĩm và trắng hồng. Mũm mĩm sẽ là từ chỉ đặc điểm về hình dáng. Còn trắng hồng sẽ là từ chỉ đặc điểm về màu sắc. Nụ cười của chị em thì có đặc điểm gì? Nụ cười của chị em thì lúc nào cũng tươi tắn. Vậy chúng ta sẽ nối nụ cười của chị em với cụm từ là lúc nào cũng tươi tắn. Và chúng ta sẽ có từ chỉ đặc điểm đó là từ tươi tắn. Như vậy sau khi nối cột A với cột B thì chúng ta sẽ được các câu nêu đặc điểm sau. Câu đầu tiên, mái tóc ông em đã ngả màu hoa dâm. Câu số 2, mái tóc bà dài và bồng bềnh như mây. Câu số 3, bố em rất hài hước. Câu số 4, mẹ em là người phụ nữ hiền hậu. Câu số 5, bàn tay bé Na mũm mĩm và trắng hồng. Câu số 6, nụ cười của chị em lúc nào cũng tươi tắn. Thì đây chính là các câu nêu đặc điểm có trong bài số 4 này. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 5.
Câu A, tô màu vào từ chỉ màu sắc trong các từ sau. Vậy thì theo các em đâu là những từ chỉ màu sắc trong các màu sau? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm các em nhé. Đầu tiên chúng ta có từ mùa xuân. Mùa xuân ở đây chính là từ chỉ sự vật thuộc nhóm từ chỉ thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ hoa đào. Và hoa đào sẽ là từ chỉ sự vật và thuộc nhóm từ chỉ cây cối. Hoa mai cũng là từ chỉ sự vật thuộc nhóm từ chỉ cây cối. Xanh biếc, xanh biếc ở đây chính là từ chỉ màu sắc, tức là chỉ màu xanh. Vậy chúng ta sẽ tô màu vào từ xanh biếc. Xanh tươi ở đây cũng là từ chỉ màu sắc, chúng ta sẽ tô màu vào từ xanh tươi. Xanh dờn cũng là từ chỉ màu sắc, chúng ta sẽ tô màu vào từ xanh dờn. Vàng ươm là từ chỉ màu sắc, xanh ngắt cũng là từ chỉ màu sắc. Hoa phượng vĩ thì sẽ là từ chỉ sự vật thuộc nhóm từ chỉ cây cối. Hoa cúc cũng là từ chỉ sự vật thuộc nhóm từ chỉ cây cối. Mát mẻ ở đây chính là từ chỉ đặc điểm thuộc nhóm từ chỉ thời tiết. Đỏ rực là từ chỉ màu sắc, các em hãy tô màu vào từ đỏ rực. Như vậy trong câu A chúng ta sẽ có các từ chỉ màu sắc, đó là từ xanh biếc, xanh tươi, xanh dờn, vàng ươm, xanh ngắt, đỏ rực là những từ chỉ màu sắc xuất hiện trong bài 5. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Xem tranh và viết lại tên các loài hoa dưới đây. Bức tranh đầu tiên thì chắc chắn sẽ là bông hoa phượng rồi đúng không nào các em? Bức tranh đầu tiên, loài hoa đầu tiên đó là hoa phượng. Bức tranh số 2 ở đây đó sẽ là hoa đào. Hoa đào thì sẽ tượng trưng cho mùa xuân, còn hoa phượng thì sẽ tượng trưng cho mùa hè. Và bức tranh số 3 ở đây là hoa mai. Hoa mai cũng sẽ tượng trưng cho mùa xuân. Hoa mai thì tượng trưng cho mùa xuân của miền Nam, còn hoa đào thì sẽ tượng trưng cho mùa xuân của miền Bắc. Và bông hoa tiếp theo đó là hoa cúc. Như vậy là chúng ta đã tìm được 4 loài hoa tương ứng với 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên là hoa phượng. Hoa phượng thì sẽ tượng trưng cho mùa hè. Hoa đào thì sẽ tượng trưng cho mùa xuân của miền Bắc. Còn hoa mai thì sẽ tượng trưng cho mùa xuân của miền Nam. Và cuối cùng sẽ là hoa cúc. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài 5 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 6. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau? Câu A, ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. Ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ có từ ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh là những từ chỉ đặc điểm. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy là con ếch con ngoan ngoãn phẩy chăm chỉ. Dấu phẩy trong trường hợp này sẽ có tác dụng là ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu. Cụ thể là ngăn cách các từ ngữ cùng chỉ đặc điểm ở trong câu. Đó là ngăn cách giữa từ ngoan ngoãn và từ chăm chỉ. Tiếp theo câu B, nắng cuối thu vàng ong dù giữa trưa cũng chỉ dịu dịu. Như vậy ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy ở đây cũng sẽ có tác dụng đó là ngăn cách các từ cùng giữ chức vụ trong câu. Cụ thể là ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm ở trong câu. Cô sẽ có từ vàng óng và từ dịu dịu là những từ chỉ đặc điểm xuất hiện trong câu. Câu tiếp theo, trời xanh ngắt, trên cao xanh như dòng sông, trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn đèn trên phố. Ở đây chúng ta sẽ có câu là trời xanh ngắt trên cao. Cô sẽ sử dụng dấu phẩy này. Xanh như dòng sông trong, cô sẽ sử dụng dấu phẩy này. Trôi lặng lẽ giữa những ngọn đèn trên phố. Vậy thì dấu phẩy ở đây cũng sẽ có tác dụng đó là ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu. Cụ thể là ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm ở trong câu, đó là từ cao, từ xanh, từ trong và từ lặng lẽ. Như vậy thì dấu phẩy trong ý A, ý B và ý C ở đây sẽ có tác dụng đó là ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu. Cụ thể đó là ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm, các từ chỉ sự vật và các từ chỉ hoạt động ở trong câu các em nhé. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 6. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được tuần 9, đó là tuần ôn tập giữa học kỳ 1 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời mà cô đã hướng dẫn trong các bài tập ở trong tuần 9 ôn tập giữa học kỳ 1 này các em nhé. Ở video lần sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập ở những bài tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.